Nhớ qua cuộc sống ở Mỹ. Xin chào cả nhà, mời cả nhà vào bếp với em nha. Hôm nay em làm món thịt nướng đó cả nhà. Cả nhà luộc bún sẵn, cả nhà cắt rau nha. Cắt rau xà lách nè, rau thơm nè, đủ loại nha cả nhà. Dưới ngò đó, em làm nè, xà lách nè, rau thơm nè, ngò nè, chén nước mắm nè, bột chua với bột kiểu nè. Cái này em làm clip trước đó cả nhà, nhớ không? Coi giùm em nha, em làm nước mắm với bột chua đó cả nhà, bún cả nhà luộc. Còn thịt á cả nhà ốp sẵn cả nhà nướng nha. Còn tôm này á cả nhà vừa vớt ra xong cái cả nhà làm cái cục tròn như vậy cả nhà chiên nha. Đó, bây giờ em làm tô bún nha cả nhà. Mình ăn bún thịt nướng bữa nay nha cả nhà, rất là hấp dẫn cả nhà ơi. Còn nước bún ra rồi, nhà có thịt nướng lên, thịt cả nhà ướp thêm gia vị ra nhà mình nha. Đó, cái này là tôm viên đó cả nhà, tôm cả nhà vớ xong cái cả nhà bỏ lên cả nhà chiên nha, hấp dẫn lắm cả nhà. Thịt cả nhà ướp mà bột tỏi nè, bột hành nè, tí dầu hào nè, tí nước tương, tí nước mắm, tí mật ong, rồi cả nhà bỏ miếng sả vô, cả nhà ướp ướp qua đêm xong cái cả nhà bỏ ướp qua đêm xong cái cả nhà để sáng cả nhà nướng nha. Đó, cả nhà thấy không? Bây giờ em bỏ vào phần vô nè, hấp dẫn cho cả nhà. Bún thịt nướng nha cả nhà, mời cả nhà vào bếp với Nhớ Quê cuộc sống ở Mỹ nha cả nhà. Hôm nay em có mua quýt tươi nữa cả nhà, mời cả nhà vào bếp với em nha. Cả nhà nhớ like, share, subscribe Nhớ Quê cuộc sống ở Mỹ nha cả nhà. Hẹn cả nhà video sau. Thank you for watching. Bye, see you next video. Bye.